Xin chào quý chị và bạn đến với channel của mình xe hơi. Thì trước mặt em đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản AT thường màu đỏ. Thì Accent bây giờ rất rẻ thưa quý chị. Phiên bản này thì với giá niêm yết của nó là 504 triệu, thì hiện tại đại lý Hyundai Bắc Ninh đang giảm cho quý chị chỉ còn là 473 triệu thôi. Giá rất tốt ạ. Lan bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và mấy các tỉnh lân cận thì rơi vào đâu đó khoảng 530 triệu lùi. Cụ thể nó là rơi vào khoảng 528 đến 529 triệu. Quà tặng thì em có tặng phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Còn phiên bản đặc biệt thì hiện tại giá niêm yết của nó là 545 triệu, và chính sách giảm giá thì hiện tại bên em giảm cho quý chị về 508 triệu, cũng tặng đầy đủ phụ kiện như phiên bản tiêu chuẩn và có cả xe 2023 màu đen. Thì hiện tại bên em bán mức giá là 487 triệu, mức giá rất là tốt. Với chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này thì anh chị có thể vay trả góp tối đa là 80% giá trị xe, lãi suất cực kỳ tốt. Thì hiện tại nó rơi vào khoảng là 0,625% trên tháng, cố định cho 3 năm đầu và cố định trong vòng 12 tháng thì nó rơi vào khoảng 0,48% trên tháng. Với mức vay trả góp là 80% giá trị xe thì anh chị có thể chỉ từ là 160 triệu. Vâng, 160 triệu là anh chị có thể lăn bánh được chiếc xe rồi. Hiện tại phiên bản AT thường này bên em có màu sẵn giao như là màu đỏ này, màu trắng và màu đen. Màu trắng này thì ít, còn màu đỏ hiện tại bên em có nhiều hơn một chút. Thì cùng điểm qua một chút về những cái điểm nổi bật trên xe. Thì đến với phần đầu xe đi. Phần đầu xe thì xe được trang bị cụm đèn pha cốt là đèn tự động, có bóng chiếu là halogen, kiểu chiếu của xe là chiếu qua bóng projector hay còn gọi là bi đấy. Xi nhan thì được tích hợp và có hệ thống hỗ trợ là đèn chiếu góc. Cái đèn chiếu góc này thì giúp cho anh chị khi anh chị vào cua đường góc hẹp thì chiếc đèn này nó sẽ bật sáng, giúp anh chị quan sát cái đường đi của mình dễ hơn. Đèn gầm của xe cũng là đèn halogen chiếu qua bóng chiếu projector thì giúp cho cái chùm sáng hội tụ và phá xương rất là tốt. Mặt ca lăng của xe, lưới tản nhiệt mặt ca lăng thì được mạ chrome khói rất là sang trọng và sáng. Đó, cản trước cũng được mạ chrome này, sang trọng. La răng của xe thì la răng đúc hợp kim với kích thước đó là 15 inch. Đấy, phanh đĩa 4 bánh. Phần gương trợ ngoài của xe thì tích hợp xi nhan này, rồi thì các tính năng là gập điện, chỉnh điện, tay nắm cửa mạ chrome, vân vân. Cùng đến phần nội thất thì Accent được trang bị với hai tông màu nội thất chủ đạo, đó là màu kem và màu đen. Màu kem thì giúp chiếc xe nó hài hòa và màu đen thì giúp chiếc xe thêm phần sang trọng và sạch sẽ. Chiếc vô lăng bọc da này thì sẽ có những cái phím bấm như là đàm thoại trên tay này, tăng giảm âm lượng này, chế độ chuyển các cái chế độ, rồi thì cài đặt đèn pha tự động, gạt mưa tự động, rồi đến trước màn hình đa thông tin giải trí trung tâm này thì tích hợp bản đồ định vị dẫn đường, kết nối công nghệ Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa của xe thì là điều hòa chỉnh cơ, còn phiên bản đặc biệt thì là điều hòa tự động. Cần số của xe là cần số thẳng, có những cái nút, cái phím bấm, rồi thì các cái công nghệ hộp số bán tự động giúp cho anh chị vượt xe tốt hơn. Ghế da thì được trang bị cho phiên bản đặc biệt, còn phiên bản này thì vẫn được trang bị đó là ghế nỉ. Ghế nỉ này thì anh chị có thể bọc thêm vào với cái chi phí rất là tốt thôi. Chi phí của ghế nỉ bên Hyundai bọn em bán, Hyundai Bắc Ninh bọn em đang bán đó là với mức giá chỉ là 2,5 triệu trên một bộ. Vâng, 2,5 triệu. Đến phần hàng ghế thứ hai thì hàng ghế thứ hai của Accent, anh chị có thấy là hàng ghế thứ hai của xe với độ ngả lưng ghế tốt này, chiều dài cơ sở của xe cũng tốt, 2,6 m, thì chúng ta sẽ có một hàng ghế thứ hai cũng tương đối là rộng với độ ngả lưng ghế tốt và có cái khoảng để chân cũng khá là tốt. Anh chị nào cao tầm 1m75 thậm chí 1m8 thì ngồi cũng thoải mái thôi, không vấn đề gì cả. Cửa gió lưu hòa cũng được tích hợp cho ghế thứ hai, kèm các cổng có tích hợp sạc pin cho các thiết bị điện tử. Accent thì hiện tại phiên bản đặc biệt bọn em cũng sẽ có những cái màu sẵn giao như là màu trắng, màu đen và màu đỏ.
phiên bản đặc biệt thì sẽ có thêm phiên bản Accent 2023, thì giá em vừa nói là 487 triệu, giá rất tốt. Đến phần cốp xe, đuôi gọi là đuôi xe thì chúng ta sẽ có là cụm đèn dạng LED này, rồi sẽ có 4 cảm biến lùi kèm cam lùi tích hợp. Phần cốp xe thì rất là rộng, cốp xe của Accent là rộng mênh mông. Cốp xe rộng này thì anh chị có thể để được rất nhiều hành lý, cũng như là trong những công tác cũng như đi du lịch rất là tiện lợi. Quý anh chị là mà quan tâm đến Hyundai Accent thì có thể là quan tâm đến phần tiêu hao nhiên liệu nữa. Phần tiêu hao nhiên liệu thì ở đường kết hợp của nó rơi vào khoảng 6,32 lít, trong đô thị thì rơi vào khoảng 8,5 lít và đường ngoài đô thị là 4,99 lít, rồi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, vừa rồi thì em có review qua chiếc Hyundai Accent cũng như là giá bán, trả góp cũng như là trả thẳng cho quý anh chị. Quý anh chị là quan tâm đến Hyundai Accent, xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.